thương đôi ta nhận ra không thể thiếu vãn nhau. Bước trên chặng đường mới cùng nhau, bàn tay nắm tay, bước trên dòng đời hãy nghĩ về nhau. Bước trên dòng đời hãy nghĩ đến nhau. Ta dựa trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai kia. Nguồn sống trong ai, hãy băng vào cái nụ subscribe nhé. Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ, hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ, hãy nắm tay anh cùng đi. Mày à, cho mày à, cho mày à, hai ba đồ lớp nè anh em. Uống ăn chưa? Nhạc nghe không bao giờ chém. Tôi là Kim, nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Chigo Official nhé. Alo, kênh YouTube Chigo Gaming nhé. Like nhiệt tình cho đi anh em. Góc dưới bên phải quẹo lửa, bấm vô nút like nè. Yêu em anh ơi bằng một cảm xúc, để dành cho em một thứ đó là yêu. Bên em chỉ toàn là hạnh phúc, nụ cười duyên dáng bên em bắt yêu kiều. Nắm tay đi vòng quanh thế giới, trên quãng đường đó để hâm nóng tình yêu. Cùng nhau ta bước đến tận cuối đời, ta như là một khoảng thời gian ta đã yêu. Ta hãy cùng nhau đi, cùng nhau đi tiếp để kết thúc những con đường dài kia. Cùng nhau đi, cùng nhau xây đắm trong những ký ức đang xen vào nhau. Vượt qua mau vượt qua sông bao nhiêu thứ gây đến những phiền muộn kia. Cầm tay anh, cầm tay anh nhé. Ta dựa trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai kia. Em tự như nguồn sống trong ai, hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé. Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ, hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ, hãy nắm tay anh cùng đi. Đi cùng anh, đi cùng anh. Đỉnh tới cỡ đó rồi mà hả, cái đoạn cuối đờ góp vô hả còn bị chệch nhịp nữa chứ, trời ơi buồn ghê á. Ê vô lô Mini nha, mà chờ một Mini đã quay trở lại với cái livestream của Sigo Gaming. Chào Mini. Ôi ôi Mini ơi, hồi chiều là tôi đang quay video này mà tính là chưa quay xong luôn á, gì mờ với ba. Ok, tính là tôi chưa quay video xong đâu anh em à. Tôi thấy tới giờ rồi cái tôi bật like lên cho anh em coi luôn á. Tôi vừa mới quay xong một clip Roblox thôi. Vừa mới quay xong một clip Roblox thì còn tầm khoảng 2 clip Roblox với cả là 2 clip Minecraft nữa. Tối nay tôi định là tôi sẽ clear cho hết luôn. Thì tầm khoảng là ngày mai với ngày mốt tôi không up clip được nha anh em ơi, tại vì editor của tôi về quê anh em ạ. Nên là xin lỗi anh em nhé, ngày mai ngày mốt tôi không up clip được anh em nha. Ngày mai ngày mốt thì có clip Roblox thôi. Ừ chào anh em nha. Chào Bảo Châu nhé, chào Luna Watch, chào Đinh Thị Cẩm, chào Yuki, chào Bảo Ngọc, chào Ý Nguyện, chào Phạm Thị Cẩm Vi, chào Twin TV, chào Thắng Trần, chào Bảo Châu, chào Sanh Minh Giang, chào fan Sigo Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mà như ngày hôm qua chúng ta đã nói, đó chính là game Don't Scream, tức là đừng hét. Game này càng hét thì càng thua các bạn nhé. Hai anh lâu rồi không gặp, mới hôm qua luôn á Mina. Mới hôm qua luôn á. À không, hình như hôm qua Mina nó không có vô. Ờ đúng rồi, hôm qua Mina nó không có vô anh em ạ. Hôm qua Mina nó không có vô coi live. Ừ chào Mina nhé, lâu rồi không gặp chắc cũng tầm một tháng rồi đó em. Ừ chào anh em nhé.
Em là Samin đã cúp like 286 ngày tròn, không biết anh còn nhớ em không? Nghe tên lão em, hình như anh chưa gặp em bao giờ phải. Hơi đau lòng, nhưng mà mấy đứa biết like tao hay quên tên lắm, tao đừng biết like nữa nha. Em tìm thứ 182, cảm ơn em đi rồi, cảm ơn, cảm ơn Kim. Cảm ơn Mini. Rồi, Mini nào ghé vô live stream, Mini bấm nút like giùm tôi cái nha. Trời đất ơi, cái đó là để phúc lại cho con cháu đó Mini, để ở đây nè. Cái nút like ngay dưới đây nè, bấm vô, bấm mạnh vô nha, tán bể nút like luôn cho tôi, ok. Và ngày hôm nay tôi xin lưu ý cho anh em, đây là một cái tựa game mà nó làm bằng một cái phần mềm mà nó giống thật vải kích ra luôn. Đâm ra là nó có những cái pha hù mà anh em chỉ muốn ẻ chảy trong quần thôi. Nên là tôi yêu cầu là anh em nào mà có tiền sử bị bệnh tim hoặc là không coi được những tựa game kinh dị thì anh em sẽ không coi cái live stream ngày hôm nay. Coi hết cái phần talk show này, bấm tắt live stream đi ra ngoài giùm tôi ha. Còn nếu như mà anh em nào có tâm á, mà coi không được cái live stream này á, bấm ghé qua bấm cái nút like một cái rồi đi ra chỗ khác cũng được ha, không sao hết. Nhưng mà tôi xin khuyến cáo cho anh em là live stream này rất kinh dị, và những anh em nào đang có tiền sử bị bệnh tim hoặc là những cái vấn đề liên quan tới tim mạch thì anh em không nên coi cái live stream này, ok. Tôi cái gì quan trọng mình nhắc lại 3 lần nhá. Bây giờ là nhớ mới 2 lần thôi, xíu nữa vô game nhắc lại lần thứ 3, ok anh em nha. Fan yêu anh nhiều lắm, anh tắt cái filter đi rồi em thả tim cho. Khỏi thả tim em ơi, khỏi thả tim, không cần thả tim đâu, mình coi live stream mình vui thôi. Mình coi live stream mình vui thôi, em bấm cái nút like là anh vui rồi, không cần thả tim nha, không cần thả tim nha. Rồi tính ra là ngày hôm nay là tôi quay video cháy máy đó anh em. Hôm nay là quay, tính ra ngày hôm nay là quay video rất là cực, đây là tôi cho anh em coi. Anh em nhìn thấy gì không? Đâu rồi ta? Thấy đây không? Tôi đang treo ba cái server Roblox ở bên cái máy bên kia. Để tôi một tí rồi tôi up livestream khác là tôi quay video tiếp. Này là ngày hôm nay của tôi là cháy máy đấy anh em ạ. Trời ơi, hơi bị cực. Nhưng mà vui anh em ạ, tại vì các bạn mà mình biết được rằng là sắp tới mình sẽ có được những cái video chất lượng cho anh em xem. Trời ơi, là cảm thấy vui vãi. Hello anh trẻ nhớ em không? Ủa khoan, anh ở dơ cái áo gì giống hôm qua. Ủa hôm qua tao mặc áo khác mà mày. Hôm qua tôi mặc áo khác mà. Từ để coi lại con qua mặc áo gì vậy. Cũng đóng quá, mình mặc áo khác mà ta. Ủa sao cái áo này giống áo hôm qua dữ má. Ủa sao má cái áo này giống áo hôm qua của tao quá vậy. Ủa không lấy mình nó dơ thiệt ta. Chết bà ơi. Hình như tao đi tắm xong rồi tao mặc lại cái áo cũ mày ơi. Hình như là tao, hồi nãy là tôi vừa đi tắm xong rồi tôi ra tôi livestream liền đấy, hiểu không? Xong rồi mỗi lần mà tôi đi tắm á, rồi tôi sẽ máng đồ lên trên móc phơi đồ. Ủa không lẽ đồ mới tao không lấy vậy? Tao lấy lộn áo cũ tao mặc. Trời chết bà, hình như tôi lấy lộn áo cũ tao mặc rồi anh em. Thôi xong livestream này rồi mình ra mình thay đồ ha. Thôi kệ đi, ở giờ có 2 ngày không sao đâu. Ở giờ có 2 ngày, cái này là mình tắm rồi đây nè, tóc còn ướt đây nè, thấy chưa? Tắm rồi nha, tắm rồi đó, cái này là tóc còn ướt nè, tắm rồi má, tắm rồi, mặc lộn áo cũ thôi, được chưa? Trời ơi, mặc lộn cái áo cũ, tắm rồi đây nè, cái tóc còn ướt nè đó. Trời ơi, không có ở dơ, cái này người ta mặc là áo cũ má ơi. Tức là cái áo này tôi mới thay tối hôm qua luôn á, mới thay tối hôm qua luôn. Lại tôi bay thiệt đó, lại luôn á. Trời ơi, cái áo này mới thay tối hôm qua, tắm rồi đây nè, tóc còn ướt đây nè, thấy chưa? Mới gội đầu luôn nha. Hồi nãy còn nhớ, trong trí nhớ của tôi là tôi còn đứng trong nhà vệ sinh, tôi vừa tắm, tôi vừa đứng hát cái bài gì mà I wouldn't nobody but you đó. Nãy đứng trong nhà vệ sinh còn hát bài đó mà, nãy vừa tắm vừa hát bài đấy mà làm sao mà ở dơ được, hiểu không? Là tắm rồi nhưng mà mặc áo cũ thôi nha. Nhưng mà cái vấn đề mà ở chơi không là cái vấn đề nó không quan trọng. Cái vấn đề quan trọng là 1095 người coi mà có 800 đứa like. Rồi 300 đứa còn lại trốn ở đâu vậy? Bấm like đi mấy đứa, trời đất ơi, mình sống mình để đức cho con cháu đi trời. Mình sống mình để đức cho con cháu mai này nữa hả, lớn lên rồi là còn biết hả đấu nhân xử thế, biết gọi là có lòng thương yêu đến người và động vật chứ. Hiểu không? Coi livestream không bấm like là thất đức lắm á. Bấm like đi. Nếu nào coi livestream chưa bấm like, bấm nút like để tôi có động lực là tôi livestream tiếp cho mấy đứa coi nha. Rồi để coi nít nào vừa mới comment đây. Mina sói con, hôm qua em phải chuẩn bị hoài 10 tháng 11 cho mẹ em, tại mẹ em là giáo viên nên không có like được. Ôi không sao Mina. Tốt à, đúng rồi, ngày hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam đấy các bạn biết không? Hiến chương ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
nhá. Nên là anh em nào đã đi thăm thầy cô mình chưa, chứ tôi là chưa rồi đấy. Nó tại vì bây giờ công việc của tôi bận quá nha mọi người. Tôi quay video từ sáng cho tới tối luôn nên là tôi không có đi thăm thầy cô được. Ờ chắc là ngày mai chắc đi bù ấy đi mà. Anh tạo giác hài hài để cho em chụp đi. Ok chị em, được chưa? Được chưa? Ok chưa? Anh em mắt em anh bị đau mắt xanh kìa. Đâu cái tròng mắt của tao còn màu đen mà mày kêu màu xanh mày. Ờ à, cảm ơn bạn Tina Chan 2011 đã donate cho mình 20.000 ở trên kênh Super Chat nha các bạn rất là nhiều. Hay kia anh em, anh nói giọng thật đi. Đấy, đây là giọng thật của tôi, tôi đang nói giọng thật đấy. Anh em nói gì đấy, tôi đang nói giọng thật mà. Nó chỉ chỉnh một xíu thôi. Ừ. Giọng thật đã được chỉnh. Hài quá go ơi, hài gió đó em. Em đi rồi đi đâu em ơi? Anh like tới khi nào vậy? Anh like tới chừng nào mà anh không còn trụ nổi được với tự game này thì anh nớm nha em ơi. Hai anh lần đầu em coi lần cái gì đấy? Hai anh em mới coi anh lần đầu tiên, bấm like đi em. Bấm like, bấm subscribe đi em ơi. Em mới coi lần đầu em càng phải bấm nút like vô nha. Mới coi lần đầu mình những cái bạn mà coi sao mấy bạn quên. Mấy bạn coi nhiều lần mấy bạn quên bấm like thì mình còn chấm trước, mình nhắc mấy bạn bấm like được không? Nhưng mà em coi lần đầu là em phải ủng hộ nha. Coi lần đầu thấy vui là ủng hộ nha em. Còn mình không thấy vui thì thôi mình để lại một nút like xong mình đi chỗ khác cũng được ha. Bấm cái nút like đi, còn muốn coi nhiều lần nữa bấm thêm cái nút subscribe, bật cái chuông thông báo đi, nhận thông báo mỗi khi đưa ra cái live stream mới nhất nha anh em. Vậy nha. Anh ơi anh cưới vợ gà, làm gì có vợ đâu mà cưới, má đã cưới vợ đâu ba. Dạ quá. Nào đồn hát không vậy má? Mấy ngày tao lên TikTok toàn tụi nó kêu hả anh single cưới vợ. Ủa rồi rồi ai đó đi đám cưới. Xong rồi má đồn tôi cưới vợ. Rồi vợ đâu mà cưới. Tao khổ tụi bay ghê á. Tụi bay đồn biết đồn đã ồn ác quá. Trời ơi. Đồn thì sự á. Hả có mấy con mắm á hả cái gì à? Anh ơi làm chồng em đi, tao kêu không bé cái xong lên đồn tao có vợ luôn. Tao lại tụi mày thiệt á. Chừng nào có vợ đi rồi tao không không hay tụi bay biết ha. Còn giờ chưa có vợ má. Like hay ra anh em ơi. Hay cực. Cú lối là gì? Cái giọng trầm kia đâu anh hả? Giọng trầm nào, giọng trầm nào, giọng trầm nào, giọng trầm nào, đứa nào giọng trầm, đứa nào bá âm, đứa nào bá âm. Tôi không biết, ở đây chỉ có cái giọng này thôi nha. Không có giọng trầm, ok. Lớp lớp tôi bỏ xào xả ớt, cắt đi em. Mày đây mày xào đi, mày xào mày nhắm, mày xào mày ăn ngon, mày xào đi. Vô game đi ạ, xíu bạn ơi. Tầm khoảng 3 phút nữa chúng ta vô game nha, chú làm lại cái ảnh giùm đi. Ảnh gì? Ủa ảnh gì? Không, cái ảnh đó là ảnh bìa của game đó anh em. Cái đó là ảnh bìa của game á. Dịch tí hon anh. Cái gì mà dịch tí hon, trời tôi với bà đã cưới nhau đâu. Trời ơi. Tụi bay đồn ác ôn dữ vậy trời. Đồn ác thiệt á. Tự nhiên cái hả, cái đám kia đi đám cưới xong rồi về đồn tao đi đồ đồn là tao cưới. Tôi lại tụi mày thiệt á. Trời ơi. Em coi tới cuối rồi mới bấm like cho được không? Thôi em bấm bây giờ đi em, bấm bây giờ đi em. Cái nút like dưới đây nè em ơi, nút like ghé cái tay xuống bấm cái nó không có tốn nhiều đâu. Bạn nào mà coi trên máy tính á thì cái nút like ở đây, bạn nào coi trên điện thoại thì nút like bên đây ha anh em ơi. Anh em bấm cái nút like giúp tôi nha anh em ơi, bấm cái nút like đi đi không xíu mày quên xong rồi mày kêu á anh ơi hôm qua em quên bấm like cho anh là tao không có ấy đâu nha. Like đi, trời bây giờ like đi đi không quên đó em ơi. Sắp tới Tết rồi thì sắp tới Tết có tiền donate và tham gia hội báo. Chúc đào STF. Anh đề nghị em không có mang tư tưởng đem tiền để đi donate cho chimmer nghe chưa? Em làm như vậy là chimmer thích lắm đó. Không nhưng mà nó giỡn thôi. Nhưng mà nói chung là mình có tiền ăn Tết thì mình lấy mình đi mua đồ ăn cái thứ đi em. Trời ơi, làm cái gì mà tự nhiên cái có tiền Tết chứ xong đi donate cho anh. Anh đâu có sống bằng tiền donate đâu. Bây giờ em muốn donate cho anh đúng không? Cái tiền donate ý nghĩa nhất đối với anh là gì? Các bạn coi livestream, coi video cho mình hàng ngày đó. Các bạn cảm thấy vui gì đó là mình cảm thấy mình vui rồi. Nay em quyết định sủi không xem like anh để học bài rồi. Honey đi đi Honey, học bài đi em, học bài đi, tao mừng quá, tao vui quá. Trời, lần đầu tiên trong cuộc đời tao nghe được một cái tin mà khiến cho tao gọi là cười địch tủm tủm giòn tan khó cưỡng. Đi đi Honey, đi học đi em. Đọc thì thầm tên đi. Chào bạn Trương là Hoàng Lực, chào bạn Lực nha. Đủ thì thầm chứ, chơi game đi không hủy like, giờ từ từ má ngồi nói chuyện xíu chơi game á. Giống mấy má ngoài chợ quá gơ, trời tôi chợ búa mà, từ đó đến giờ là tôi là xuất thân từ chợ búa mà, tôi đâu phải là dân gọi là ngồi dân phòng đâu anh em. Từ đó là giờ chợ búa nha. Rồi ok, rồi ok, tới giờ rồi anh em, tới giờ rồi. Được rồi, ngày hôm nay chào mừng anh em đã đến với một tựa game mới ở trên kênh của tôi. Từ từ anh em mà sao nó đen thui thui rồi, từ từ nhé, sao nó đen thui rồi. Display capture không phải cái này.
Mình chết rồi, lâu quá tao không live stream, giờ tao quên mất cái chỗ nào là cái chỗ ở đây cái này. Rồi ok. Ủa cái gì mà có shop Roblox ở đây nữa vậy? Tắt đi. Ờ đấy, rồi ok. Rồi chào mừng anh em đã đến với tựa game Don't Scream. Thì dịch năm nay là cái game Scream. Please play the game the way we intended. This means setting up your microphone correctly. Here's how to do that. You should be able to speak only quietly, not loudly, with slight gasps or sudden sounds counting as screams. If you speak too loudly and your voice exceeds the threshold of the microphone divider line, a red flash will appear on the screen signaling a scream. It's up to you to find a comfortable balance between speaking softly and what should be considered a scream when you calibrate your microphone. For optimal results, you should determine the best distance to position the microphone from your mouth. Please be aware that external audio software can impact your game's microphone calibration. Adjust settings in both your game and audio software for optimal calibration. Thanks for listening, play fair, and most of all, don't scream. Ok, đây là cái giờ phát hành game nè. À, tao chưa kịp đọc luật nữa, tao chưa kịp đọc luật nữa là nó đã skip qua rồi, nên mà đã qua rồi, nhanh thiệt luôn á. Rồi tính ra là cái game này. Ồ, chỉnh mic anh em ạ. Như đây, survival 18 phút without screaming. Sinh tồn trong vòng 18 phút mà không được thét. However, there's a catch. Time only processing. Gì đây? Hôm nay em hứa trên live là em không báo anh, nếu mà em báo anh là em bị đứt dây mặn khỏi lắc. Chúng ta đọc tiếp nha. Ồ, cảm ơn bạn BTBS gấu đã donate cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Rồi ok, time only process when you move and on scare cái quần què gì đó không biết. Ừ. Nói chung là cái này là cái thời gian nó sẽ được chạy khi mà chúng ta di chuyển. Đó. Rồi, và hiện tại là chúng ta phải sinh tồn trong vòng 18 phút mà không được thét. Trời má ơi, trong khi tôi là một trong những cái thằng mà chơi game thét nhiều vai kích. Mà tao chơi game kinh gì tao thét nhiều vai kích. Bây giờ nó không cho tao thét làm sao mà tao chơi? Úi giời. Còn cái này là setup mic này. Mình phải setup làm sao để cho cái âm thanh của mình không qua được cái vạch này. Tôi phải xét như nào mà tôi vẫn còn ngồi nói chuyện được với anh em. Trời ơi, tao nói nhỏ lắm rồi đó. Tao nói nhỏ lắm rồi đó, tao chỉnh 1%, tao nói nhỏ lắm rồi đó. Tao nói bằng 1% công lực của tao thôi mà nó vẫn to vậy. Alo. Alo, anh em nghe tôi nói gì không? Alo. Alo, anh em nghe tôi nói gì không? Trời má, sao cái này nó to dữ vậy? Anh em nào mới vào á, thì anh em không biết. Cái game này là mình không được thét. Ma tao đè tay bên mà nó cứ chạy hoài. Nó chỉnh 1% rồi, tao chỉnh cái mic của tao nhỏ rồi đó. Tao chỉnh cái mic của tao nhỏ lại luôn rồi đó. Nghe nói vậy nên em không sủi nữa đi ạ. Thôi sủi đi em, sủi đi em, sủi đi anh đi, sủi đi, sủi đi, sủi đi. Sủi đi. Không, tôi nói nhỏ lắm anh em. Đây nè. Alo. Alo, anh em mày tao nói gì không? Alo, alo. 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 Trời má, sao nó to dữ vậy? Không, tôi nói nhỏ hết mức rồi á. Tôi nói nhỏ hết mức rồi anh em. Đây nè, cái này là tôi nói nhỏ hết mức rồi nè. À đây, nếu mà tôi nói theo cái kiểu này á, là nó sẽ không có lên. Vậy là tôi sẽ nói theo cái kiểu này nha các bạn ơi. Bạn nào mà mới vào video á, thì các bạn lưu ý giúp tôi nha, là cái video này là tôi không có được hét, nên là yêu cầu các bạn không đồ nay bậy bạ, thương sờ chim mơ nha, không được để sờ chim mơ hét. Ok chưa các bạn? Các bạn có nghe rõ chưa ạ? Ôi, à không, ở đây 0% mà. Alo. Alo. Ok, tôi sẽ nói tầm này, tôi không được nói to nữa. Tôi nói to nữa là thấy bà tôi đó. Là tôi lên thiên đàng tôi gặp bà nội tôi liền. Alo. Anh em nghe không? Anh em nghe rõ không? Anh em nghe rõ không? Tôi nói này anh em nghe rõ không? Alo alo. Nghe được đúng không? Ok. Ok ok. Thế thì bây giờ mình sẽ nói như thế này anh em nhé. Nói từ từ thôi, nói nhỏ nhỏ thôi. Rồi. Microphone. À
đây, microphone volume nè. Mình chỉnh xuống tầm 50 được mà đúng không? Alo, alo. Alo. Alo, bây giờ tôi nói như này là anh em nghe đúng không? À! Ok, rồi cái microphone như này là tầm được, tôi chỉnh lên tầm khoảng 65 đi. Alo, alo, alo. 65 không được, 60 đi. Alo, 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 tôi nói như này anh em. Alo, alo, tôi nói như này anh em vẫn nghe đúng không? Rồi, vậy mình chỉnh lên 65 nha. Rồi, từ từ. Check mic. Alo, alo, tôi nói như này anh em vẫn nghe đúng không? Ok, tôi nói anh em nghe là được. Ok, đó, giật, tôi chỉ cần giật mình cái thôi. Tôi giật mồng cái thôi là tôi sẽ bị chết liền, ok? Game này không được thét. Game này lưu ý không được thét nha. Cho thử trước. Rồi. Không được thét. Don't scream. Ok. Ok. Anh em nào mà vào sau á thì anh em lưu ý giúp tôi là game này tôi không có được thét. Nên là anh em nào đang có ý định mà gọi là hù tôi á, đừng có hù nha. Đừng có hù. Nhớ nha. Rồi chào mừng anh em đã đến với tựa game Don't Scream. Mẹ cái đồ họa nó giống thật vãi. Anh em muốn tôi test thử không? Mẹ tôi la lên phát tôi chết luôn à. Vãi nồi. Ok ok, rồi game này là la lên phát là chết nè. Rồi rồi, nhưng mà đang nó đang hơi lắc anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi nên thu nhỏ cái màn hình lại. Nó đang bị lắc quá. Chỉnh xuống còn là Windows đi. Ừ, đấy. Rồi xong rồi anh em chờ tôi tí nha, anh em chờ tôi tí nha để tôi chỉnh lại cái này cho anh em. Windows Capture. Excel. Don't scream. Ủa sao thấy quần què dữ vậy? Ủa vậy thì phải chỉnh thủ công rồi, nên mà bây giờ phải chỉnh thủ công rồi. Ok, anh em chờ tôi tí nha, tôi chỉnh thủ công cái màn hình game lại cái. Rồi, ok. Nay mà em sủi là em dislike với anh sắp. Thôi em like với em sắp like đi rồi xong em sủi cũng được Honey ơi. Mày đừng có anh sắp like với anh like em nha. Cảm ơn em nhiều. Rồi ok vô nha anh em vô nha. Trời má tao quên. Xin lỗi anh em tôi quên. Ok bây giờ mình phải sinh tồn trong cái game này tầm khoảng 18 phút. 18 phút thì mình mới thắng được. Rồi. Vào lại này. Ok. Xung quanh anh toàn là cức. Xung quanh anh toàn là cây. Ê. Gì vậy? Ôi. Nó chưa có hù luôn á. Nó chưa có hù luôn á má. Nó chưa có hù luôn. Té cái đuổi xuống chết này. Lại tiếp. Ủa sao nãy anh bơ em? Không phải anh bơ em đâu. Thì bây giờ đang căng thẳng quá nè. Mà cái game này hét con tiếng nhỏ thôi là chết rồi. Ok không được thét nha anh em. Không được thét nha. Ồ cái game này chúng ta bấm ship và chúng ta sẽ chạy. Hello chị. Ngồi xuống ngồi sao ngồi vậy hả? Lấy được cái ba lô này không? Này gì đây? Homestand Minimal. Nông trại. Cemetery. Nông trại thường là trong mấy game kinh dị. Thôi nói chim sủi thầm đi học bài. Mai giáo viên kiểm tra mình. Ok đi đi em. Đi. Đừng ở lại đây nữa. Ở đây ghê lắm. Có lắc không ta? Có lắc không? Hình như nó hơi lắc đúng không các bạn?
tiếng gì vậy? Từ từ, cái dàn này nó khiến cho cái màn hình livestream của tôi nó hơi lắc anh em ơi. Tôi chỉnh lô luôn rồi nó mà sao lắc dữ vậy? Ủa cái tiếng gì vậy? Chúng ta sinh tồn được 30 giây rồi anh em. Ủa hình như cái game này nó nhỏ này. Má e thiệt chứ. Anh em đợi tôi tí nhé. Tôi chỉnh nó to ra. Ok, hợp lý rồi này. Mẹ tôi sinh tồn được 30 giây rồi anh em ạ. Bây giờ mình nên đi đâu ta? Từ từ nha, từ từ nha. Ở đây là mini mall. Homestead, tôi nghĩ là tôi nên đi vào cái chỗ mà mini mall nhỉ. Nên đi đâu anh em? Đi đâu anh em? Đi bên đây đúng không? Đi bên đây đúng không? Anh em nào mới vô anh em không biết kỹ game này tôi không được thét anh em ạ. Tôi chỉ cần la cái nhỏ thôi là tôi cũng chết. Nên là tôi phải nói nhỏ nhỏ vậy nè. Anh em vô đây anh em coi anh em để lại một like giúp tôi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ôi trên đây là máy bay nè. Má bây giờ tôi đi tôi không dám quay lại đằng sau bây ơi. Tao đi tôi không dám quay lại đằng sau. Chơi xong đọc comment tiếp nha. Vẫn đọc comment mà. Vẫn đọc comment nhưng mà phải nói nhỏ nè mà. Ôi vãi kít à kít. Mẹ thôi thôi thôi. Quay về quay về. Quay về em ơi. Quay về quay về. Mà ghê quá. Tôi nghĩ đi qua bên đấy là một quyết định sai lầm. Mình đã đi đường khác. Mình nó đi qua cái đường khác, mình không nên đi qua cái đường đó. Đi qua đó là hết đường để đi. Mình nên đi đường khác các bạn. Shit. Anh em ơi, tôi nên đi đường nào anh em? Tôi nên đi đường nào đây? Chết bà rồi, trời tối rồi. Nãy giờ phải đi vô năm trại trời. Má trời tối mấy ní ơi, không thấy quần què gì hết trơn á. Tiếng ghê vãi liền. Tiếng ghê vãi liền. Thằng này bị gì anh em?
giờ đi đâu nữa? Từ giờ tôi phải kiếm đường đi anh em ạ. Giờ đi đâu? Đèn bên đó kìa đúng không? Trong đó là cái mộ anh em à. Trong đó là cái nghĩa địa. Nát ra đi vô đó là tôi chết đi. Đi ra. Chết. Anh sợ không? Tao sợ mất tè ra quần rồi. Không có dám nói to, không có dám la. Ủa sao có cái cửa ở đây vậy? Ủa? Chị đẹp. Má chị đẹp. Tôi đang bức bối lắm anh em ạ. Tôi không được la, tôi không được nói to. Tôi đang rất là bức bối. Đang rất là bức bối.
có điện anh em ơi, tôi thấy có điện anh em ơi. Tôi thấy có điện. Đúng rồi bạn, game này đi cho hết giờ thôi. Nó sẽ jump scare cho mình sợ, mình la. Và mình la lên là mình sẽ thua. Yeah!
phút nữa, 5 phút nữa. Cố lên. Sao mấy con quạ lại từ dưới đất bay lên nhỉ? Vô lý. Tiếng khóc bé như vậy.
từ. Có thể nó lừa. Mình cứ chừng nào nó hẹn. Tí tôi nói cho anh em nghe cái cơ chế cái này. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu em. Tôi hiểu ra mấy cái làm sao. Hết thiệt chưa? Nhiều hay ít anh em? Bị hù 76 lần là nhiều hay ít? Bị hù 76 lần là nhiều hay ít vậy? Và phá luôn à? Quá luôn, easy. Ủa, mà bị hù 76 lần là nhiều hay ít? Thấy anh em comment 76 lần quá trời. Là tổng số lần tôi bị hù trong cái đợt sinh tồn vừa rồi á. Tổng số lần tôi bị hù trong đợt sinh tồn vừa rồi là 76 lần. Ít ta? Ít hay nhiều? Ủa sao nhiều anh em kêu ít, nhiều anh em kêu nhiều vậy? Ủa là nhiều hay ít? Có anh em bảo nhiều, có nhiều anh em bảo ít, mày biết sao không? Cái game này ấy. Mày tôi biết thật luôn là mấy cái jump scare trong này nó không có sợ. Hồi nãy là tôi tưởng nó có hù cái gì nó ghê lắm, nên tôi định che mồm, anh em hiểu không? Là tôi cứ thấy có điểm mà tôi sẽ che cái mồm trước. Nhưng mà nó jump scare xong kiểu tôi bị hụt hẫng anh em, kiểu nó không có được kiểu như tôi kỳ vọng ấy. Cái có cái quả jump scare cuối thì cái quả đấy tôi giật mình thật. Cái quả jump scare mà lúc mà trời nó sáng trưng lên xong rồi đang đi tự nhiên mình tưởng nó hết game rồi, nó hù cái bà giật cái đầu lên, bà hù cho một phát ấy. Thì cái quả đấy là cái quả mà tôi giật mình thật. Còn lại đâu là tất cả những quả jump scare, nó không có, nó bình thường luôn. Em đang đeo tai nghe bật full loa, nghe tiếng mày giật mình nên quăng cái điện thoại đi luôn, giờ đứt màn hình rồi. Ôi trời là gấu túi á, trời là gấu túi á. Coi livestream của tôi mà không đứt cái màn hình à. Nói chung là cái quả jump scare này nó không có, nó không có ghê á các bạn. Nó không có ghê lắm. Thì chắc là do tôi đi vòng vòng nhiều quá nè mà. Hồi nãy tôi thấy có ông kia comment rồi. Nãy có ông kia kêu là cứ comment, ông kia comment cái gì đi vòng vòng. Đi vòng vòng tại chỗ, đi vòng vòng ở một chỗ là thắng. Nhưng mà không nha. Cái game này cái cơ chế của nó là những cái điểm jump scare nó sẽ xoay quanh người chơi. Anh em hiểu không? Những cái điểm jump scare của nó sẽ xoay quanh người chơi. Có tiếng donate có giật mình hơn không anh? Nhìn go hài quá, thấy mất cười quá. Chứ ông thấy sợ, ủa vậy hả? Có, mỗi lần mà có tiếng donate tôi sợ nó thu vô đây này nên tôi giật mình. Tôi me tôi tay để tắt luôn cái tiếng donate đó chứ, tại vì tôi sợ thu vào mic cơ. Chơi lại và hét đi ông già, sao tụi bay thích tao hét quá ta. Thôi được rồi. Nếu mà bạn thành tâm muốn tôi hét thì tôi cũng sẽ sẵn lòng phục vụ. Để đề phòng thế giới bị phá hoại và để gọi là ngăn chặn thế, để bảo vệ nền hòa bình của trái đất. Tôi Shigo Gaming. Bây giờ tôi sẽ vô tôi chơi lại một lần nữa. Tôi giả bộ thét, ok? Để tôi vô, tôi giả bộ, tôi thét. Anh em muốn quay thì anh em quay, anh em muốn edit thì anh em edit nha. Nhưng mà giờ tôi vô là để thỏa mãn niềm đam mê của anh em. Bây giờ tôi nói là hẳn luôn. Tôi giả bộ, tôi thét, ok? Tôi đi tới cái chỗ mà nó ghê nhất, tôi đi tới cái máy bay. Ok không? Tôi đi tới mấy máy bay. Rồi. Nói chung cái game này bình thường, game này bình thường, game này nó không ghê lắm anh em ạ. Hoặc anh em biết tại sao không? Tại vì mấy em ní kêu tôi chơi game kinh dị riết. Xong rồi bây giờ cái game này đối với tôi nó nhẹ đô.
cái game này đối với tôi nó nhẹ đô anh em hiểu không? Tức là anh em kêu tôi chơi kinh dị biết là mấy game kinh dị kêu tôi chơi nó ghê hơn nhiều, nó ghê hơn nhiều rồi chết rồi đấy rồi. Nói chung là game này rất là nhẹ đô, cái game này rất là nhẹ đô luôn, nó không có bị nó không có ghê, nó không ghê lắm mà nó không ghê giống như những cái tựa game khác mà tôi chơi thật á. Rồi bây giờ vào 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 chơi nhé, bây giờ giả bộ hết nha, giờ giả bộ hết nha. Tao chưa test luôn á, tao chưa test luôn đó trời. Một phát ăn luôn, một phát ăn luôn. Vô 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 vô. Ủa sao giờ nó chưa đếm nữa anh em? Chưa tới nữa đi, chưa tới nữa. Hình như phải quay về cho cái bà cái cử động trước các bạn nè. Bà tôi đi gấp quá rồi. Vô máy bay hả? Không biết, ủa sao game nó không đếm nhỉ? Sao game nó không đếm? Anh em kêu tôi vô máy bay đúng không? Hình như là đầu máy bay. Tôi vô cái đầu máy bay các bạn. Tôi thấy cái kèo nó bị thù. Đang mắc volume, đang mắc volume. Tai tôi nghe âm thanh lớn lắm.
Giờ hết hết tăng lên được rồi. Anh em chờ tôi tí. Hình như là phải vào nói chuyện với bà kia trước các bạn ạ. Phải lại gần cái bà kia trước cơ. Phải lại gần mặt kia trước. Chờ tí. Lại cái bà kia trước. Đấy. Hồi nào trời tối. Ủa giờ nó chưa đếm nữa. À đây được rồi. Bây giờ trời trời tối thì nó đếm anh em ạ. Máy bay bên này. Anh em kia vô máy bay có cái sự kiện gì đó. Vô đầu máy bay lấy cái gì ấy mới có nhạc vui. À thế à. Của máy bay là nghe là cái đàn thu âm cái lúc mà cái máy bay nó bay xuống, nó rơi xuống, nó vỡ, đúng không? Đúng rồi. Sau đó là quay đằng sau bị jump scare. Ôi giật cả mình. Ai đấy, lần đầu luôn em nhé, phát đầu ăn luôn được chưa? Phát đầu ăn luôn. Game là dễ nhá, game là dễ, ok. Ôi nhưng mà cái quả đấy sợ quá các bạn ạ. Ôi cái quả cuối nghe đầu máy bay sợ quá. Thể tí nó lao vào, anh em hiểu không? Nó lao vào, sợ giật mình la đấy. Thôi anh em nhá. Ừ, quả tất là cái game này tôi lai nhanh phết anh em ạ. Có một tí đồng hồ xong xong bà nó rồi. Ủa, từ từ. Đứng game ơi. Ok, thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ up livestream tại đây. Để tôi đi quay video tiếp đây. Và ngày mai thì chúng ta sẽ lại tiếp tục like một tựa game bắt cua là Only Clam nha các bạn ơi. Bởi vì mấy hôm nay chơi game trong gì thì căng quá nên mà sợ quá, sợ vãi trứng luôn. Năm nay là ngày mai tôi phải gọi là giữ gìn công lực của mình để mình like một game nào đấy nó vui nhộn hơn. Nên là ngày mai chúng ta... Còn nói đúng hơn là tôi không có game kinh dị để tôi chơi nên mà tôi đang ngày mai định chơi game Tai Ương. Nhưng mà Tai Ương thì mới bằng demo, nó chưa bằng chính thức nên là tôi không chơi demo. Đấy, năm nay là thôi anh em nhé. Các bạn đã coi livestream ngày hôm nay và hẹn gặp lại anh em vào những buổi livestream kế tiếp. Bye bye. Ủa, từ từ lộn. Oh.
em cứ ngồi nghe nhạc nha. Tôi ăn. Giờ này tôi mới được ăn. Khi bé muốn làm anh hùng cùng những đồng minh bảo vệ cái đúng, từng làm những trò điên khùng, từng nắm trên tay những cây súng giấy. Khi nhìn về thời thơ ấy, tao đã từng cháy, từng bay, từng nhảy, nhưng những điều đó tao không còn thấy và cũng không hay. Từ bao giờ tao lại thế này? Đôi tay gầy và chỉ nắm lấy những bông hồng đỏ đầy gai. Con đường này mãi mãi những nụ cười xưa không còn thấy lại. Sự ngây thơ từng chờ phép màu xuất hiện đưa đôi tay phải, nhưng mày thấy đấy, cuộc sống là chuỗi ngày mày phải đổi phải thay. Mày từng trải qua những thứ mà bây giờ mày xem đó là trẻ con. Mày cũng từng nghĩ sự vô tư ấy đến khi trưởng thành mày vẫn sẽ còn. Mày từng cảm thấy muốn được đổi thay, đã từng cảm thấy rằng mày sẽ ổn. Tâm hồn mày lớn lên từng ngày và mày cảm thấy rằng mày sẽ khôn. Mày đã quên, quên những cái tên mà mày đã từng mến. Mày đã quên đi những lần mày cười vì những câu chuyện ấy đó dựng lên. Mày đã quên mất chính bản thân mày bởi những công việc không ai đụng đến. Nơi Sài Gòn này tấp nập bóng chen và có những cuộc hẹn mà mày đã quên. Thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta. Qua tháng năm này ta đã mệt mỏi và quên mất rằng là đã từng cười tươi như hoa. Vui suốt ngày dài và không lo xa, không có phiền nhà. Ta đã quên là và ta đã quên là những giấc mơ cũ tao đã ấp ủ. Giờ phải cần tủ dù chưa từng thử những trò chơi cũ. Bao năm chất đủ giờ là quá khứ vì ta tự cầm thù. Tao như kẻ mù đi trong đêm tối, vẫn luôn bị nói mình rất là ổn và kẻ nói dối. Với người tự nhủ tao không sao đâu, vẫn thường là một vì sao đã quên những lần hạnh phúc vì điều giản đơn. Không cần tiếng thơm hay thú vật dạy cầm mà chỉ cần những điều đơn giản hơn. Thứ quan trọng nhất tao đã quên mất là không để cám dỗ cuộc đời chẳng chân. Tao đã quên mất điều tao cần thiết là một hơi ấm chứ không chỉ bản thân. Mặc lên chiếc áo trưởng thành, đôi vai tao ngày một nặng. Kể người kể đời tránh dạng, kể những áp lực mỗi ngày một tăng. Miệng thiên hạ vùi thì ta tránh, không cần quan tâm những thứ không lành. Để cho ta tay chân lành lặn, không phải là để miệng đời để tránh. Để nhớ những điều sẽ quên thì không được để bản thân dừng lại. Có quá khứ mới có hiện tại và có thay đổi mới có tương lai. Mình cuốn sâu bóng tối, dù lạc đến đâu vẫn về đúng chỗ. Yên tĩnh và không cần vội, kẻ hơn người thua vẫn về đúng mộ. Thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta. Qua tháng năm này ta đã mệt mỏi, quên mất rằng là ta từng cười tươi như hoa. Vui suốt ngày dài và không lo xa, không có phiền nhà. Ta đã quên là và ta đã quên là thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta. Qua tháng năm này ta đã mệt mỏi và quên mất rằng là ta từng cười tươi như hoa.